gửi lời chào tới đoàn thiếu nhi Thái Lan. And on stage right now are the young children of Thailand. Xin được gửi lời chào tới đoàn thiếu nhi Malaysia. On stage right now, let us put a round of applause to the children of Malaysia. Xin chào đoàn thiếu nhi Philippines. A round of applause to the children delegations of Philippines. Mabuhay! Xin chào đoàn thiếu nhi Indonesia. Let's welcome the children delegation of Indonesia. Xin chào đoàn thiếu nhi Singapore. Welcome the children from Singapore. Xin chào đoàn thiếu nhi Lào. A warm welcome to the children from Laos PDR. Và đây là đoàn thiếu nhi Việt Nam. And the host of this year, Vietnam. Lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đã đến với gala nghệ thuật của Liên hoan thiếu nhi ASEAN. Ladies and gentlemen, distinguished guests and our young and beloved children, let us all welcome you to the ASEAN Children Festival Music Gala. Và kính thưa quý vị, chúng tôi hy vọng là qua tiết mục mở màn vừa rồi thì quý vị đã cảm nhận được phần nào không khí rộn ràng tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam. Những em nhỏ trong các khuôn mặt rạng ngời với những bộ trang phục đến từ 7 quốc gia khác nhau, tất cả chúng tôi đang vui chung niềm vui với thiếu nhi trên toàn thế giới. Trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Once again, thank you very much for your presence here with us tonight. Kính thưa quý vị, trong ít phút nữa thì tất cả chúng ta sẽ được gặp gỡ các em thiếu nhi đến từ 7 quốc gia và âm nhạc sẽ là ngôn ngữ chung để kết nối tất cả chúng ta với nhau. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả khán giả đang theo dõi truyền hình, tất cả khán giả trường quay, chúng ta sẽ cùng nói xin chào để bắt đầu gala nghệ thuật ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đồng thanh sau khi có hiệu lệnh đến từ 1 đến 3. Ladies and gentlemen, in a few minutes, you'll be witnessing the performances from the 7 ASEAN countries. Music will keep us all together. And now, we would like to all send you the greatest greetings in Vietnamese, saying hello. So we'll be counting from 1 to 3, and we'll be all singing it together. So now, let's do it. 1, 2, 3, xin chào! Chương trình Liên hoan thiếu nhi ASEAN 2016 lần đầu tiên được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các bạn thiếu nhi các nước khu vực Đông Nam Á được giao lưu, tìm hiểu văn hóa lẫn nhau. Mở đầu chuỗi hoạt động đầy hứng khởi là chuyến thăm đến Bảo tàng Dân tộc học. Các bạn học sinh quốc tế đã biểu diễn những tiết mục đặc sắc của đất nước mình và cùng tham gia các trò chơi dân gian với các bạn Việt Nam. Z
diễn đàn tranh biện về môi trường là cơ hội để các quốc gia tuy khác biệt về văn hóa nhưng lại được kết nối với nhau bằng sự quan tâm chung đến môi trường và biến đổi khí hậu. Hoạt động giao lưu với các bạn học sinh trường Vinschool đã góp phần gắn kết tình cảm giữa những người bạn. Xem múa rối nước cũng là một trong những hoạt động khiến các bạn nhỏ rất thích thú. Lăng Bác là điểm ghé thăm tiếp theo của đoàn thiếu nhi ASEAN. Tại đây, những câu chuyện cảm động về Bác đã được chia sẻ đến các bạn nhỏ quốc tế. Đến với ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trải nghiệm thú vị không thể quên đối với các bạn nhỏ. Chỉ có 3 ngày thôi, nhưng các bạn thiếu nhi đã có rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ. Kính thưa quý vị, đêm gala nghệ thuật của Liên hoan Thiếu nhi ASEAN năm 2016 sẽ mở đầu với tiết mục của dàn hợp xướng Thiếu nhi Kuala Lumpur. Được thành lập từ năm 2003, dàn hợp xướng gồm 120 thành viên từ 6 đến 15 tuổi. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi nhưng mà các em nhỏ đã đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế và biểu diễn ở nhiều nước như Đức, Áo, Úc và Hàn Quốc. Hãy cùng chào đón các bạn nhỏ đến từ Malaysia. Ladies and gentlemen, the ASEAN Children Festival Music Gala will now officially start with a performance from the Kuala Lumpur Children Choir, established in 2003 and now has 120 members aged from 6 to 15. The choir has won various prizes and performed worldwide, from Germany to Austria, Australia, Korea, just to name a few. And now, on stage right here in Vietnam, let us all welcome the Kuala Lumpur Children Choir! Event. Just now, we have performed a Malay traditional song and dance. Next, we are going to perform a medley of Southeast Asian music. Rasa sayang, rasa sayang, sayang,
感激，我手里拿着小皮鞭，我心里真得意，不知怎么哗啦啦啦啦摔了一身泥。我有一只小毛驴，我从来也不骑。有一天我心血来潮骑着去赶集，我手里拿着小皮鞭，我心里真得意，不知怎么哗啦啦啦啦摔了一身泥。Liên hoan thiếu nhi ASEAN năm 2016 đang có mặt trên sân khấu và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức Liên hoan thiếu nhi ASEAN sẽ lên sân khấu để trao bằng chứng nhận, quà kỷ niệm và hoa cho 8 đoàn tham dự Liên hoan thiếu nhi ASEAN năm 2016. Ladies and gentlemen, right this very moment, the delegations has gathered here on stage. And we would like to introduce and invite Ms. Đặng Thị Ngọc Thịnh, member of the Party Central Committee, Vice President of the Socialist Republic of Vietnam, Mr. Vương Duy Biên, Deputy Minister, Ministry of Culture, Sports and Tourism, and also Mr. Phạm Việt Tiến, Deputy General Director of Vietnam Television, General Organizer of the ASEAN Children Festival, to come on stage and present the beautiful flower bouquets together with the Certificate of Participation and the Medal of Appreciation to the delegations of this year's ASEAN Children Festival. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia của đoàn Thái Lan. Once again, a round of applause to the delegations of Thailand.
đoàn Malaysia. A round of applause to Malaysia. Đoàn Philippines. Philippines. Xin cảm ơn đoàn Indonesia. Thank you, Indonesia. Xin cảm ơn đoàn Singapore. Thank you, Singapore. Cảm ơn các em nhỏ đến từ Lào. Thank you to our Laos friends. Và cảm ơn các em nhỏ Việt Nam. And Vietnam also. Kính thưa quý vị, đây là một chặng đường không phải là quá dài đối với tất cả các em nhỏ, nhưng chúng tôi hy vọng rằng là nó sẽ để lại rất nhiều những kỷ niệm đẹp trong lòng các em và trong lòng những khán giả đang được theo dõi chương trình này. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhà báo Tạ Bích Loan, trưởng ban thanh thiếu niên VTV6 Đài truyền hình Việt Nam sẽ lên tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ. And this very moment we would like also to express our greatest gratitude to the sponsors of this event. We would like to invite on stage the representative of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, from the Sabeco Joint Stock Corporation, and also from the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development. And on stage right now is Ms. Tạ Bích Loan, the head of Department for Youth VTV6. And with the wonderful gifts that they have provided for us, this is a certification, the certificate of participation. Thank you very much. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được cảm ơn những giây phút tuyệt vời. Xin cảm ơn các nghệ sĩ nhỏ tuổi đã cống hiến cho các khán giả những màn trình diễn cuốn hút. Và bây giờ hãy hòa cùng điệu nhạc của chúng tôi. Once again, thank you for the memorable moments that you have all created. And a great thanks to our wonderful young and talented youngsters right here on stage. And the very last performance of the night, please enjoy and have a good night.